Những ngày gần đây, mạng xã hội phủ sóng thông tin về hôn nhân của Trấn Thành Harry Won. Theo đó, cư dân mạng kháo nhau, cặp đôi hot nhất nhì showbiz này đã chia tay sau 6 năm kết hôn, lý do là hết hợp đồng hôn nhân. Một trong những lý do khiến cư dân mạng càng thêm đồn đoán là việc Harry Won liên tục có những chia sẻ buồn trên trang cá nhân. Trước những tin đồn vô căn cứ của cư dân mạng, Trấn Thành đã ngay lập tức lên tiếng. Anh khẳng định gia đình vẫn yên ổn và thấy bực trước những thông tin thiếu chuẩn xác của cư dân mạng. Anh cho biết, tôi sẽ gia hạn hợp đồng hôn nhân này đến cuối đời. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành Harry Won vướng thị phi, đặc biệt về cuộc sống hôn nhân. Harry Won, bà xã Trấn Thành thì tiết lộ đang mắc phải hội chứng liệt beo trái, tức liệt nửa mặt. Harry Won cho biết đây là lý do khiến tâm trạng cô suốt hơn tuần qua không ổn định và hay buồn. Harry Won bộc bạch, đây là những lý do mình bị buồn hơn một tuần, tới giờ vẫn chưa hồi phục. Một người đang có sức khỏe, tự nhiên một hôm trở thành bệnh nhân, bị sụp là sụp luôn. Không biết nguyên nhân, mọi người cũng nên để ý tới cơ thể mình muốn cười lắm nhưng không cười được. Cô cũng cho biết chứng bệnh này sẽ hồi phục sau 2-4 tuần.